Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho quý nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả, và nhớ là phải bảo vệ sức khỏe của mình trước mùa dịch này nhé. Thì quay trở lại với các câu chuyện của em Nhi 12 tuổi cùng với lại chú Vũ thì đã cho chúng ta rất là nhiều cái thông tin hữu ích. Và bên cạnh đó thì mình thấy có một số người ta nói rằng là bây giờ ha, cái câu chuyện này nó đã được cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta xử lý rồi, bây giờ nó đi nó về, nó đi nó hoài thì nó cũng bấy nhiêu cái câu chuyện, mà tại sao ngày nào cũng phải nghe nói về cái vấn đề của chú Vũ. Thì thật ra mỗi người á, nó có mỗi cái bức xúc, mỗi cái khía cạnh khác nhau, người ta suy nghĩ khác nhau. Đôi lúc rằng là hả, người này nói như thế này, người kia nói như thế kia, nhưng mà cái sự bức xúc trong người của mình thì mỗi người nó mỗi khác, chứ đâu phải ai giống ai đâu mọi người. Nên nhiều lúc á, nói nhiều á thì người ta nói rằng là tại sao lại ăn là nó hoài, mà cái lúc á thì mình nói lên cái tiếng nói chung cho chú Vũ á, thì người ta nói rằng là tại sao á, cái câu chuyện này ai cũng biết hết rồi mà tại sao cứ nói hoài vậy. Dạ bây giờ không nói hoài chứ bây giờ biết làm gì để hả mọi người. Biết rằng là cơ quan chức năng người ta vào cuộc và người ta đang xử lý cái vụ việc của chú Vũ, nhưng nếu chúng ta im lặng ngay từ đầu á, nếu giả sử như các anh chị em YouTuber người ta không đến, người ta quay, người ta không đến để người ta gặp những người thân của chú Vũ, thì làm sao mà có thể lòi được cái bộ mặt ở phía đằng sau của cái ả thị màu kia. Mọi người cứ nghĩ đi, nếu như chúng ta biết và chúng ta dửng dưng, chúng ta chả cần đếm xỉa đến cái câu chuyện của chú Vũ, và nói chung là cứ thuận theo chiều gió, cơ quan chức năng người ta xử lý cái vụ việc thì một phần là người ta xử lý cái vụ việc, còn ở phía bên ngoài mình cảm thấy cái nào mà nó đúng thì mình nói đúng, còn cái nào mình nói sai khoái thì mình phải nói lên cái tiếng nói của mình chứ. Bây giờ mọi người biểu im là im cái kiểu gì? Chắc là bây giờ rõ rành rành cái ả thì màu kia, ả gian díu cùng với người tình, trong khi đó chồng mình mới vừa ra đi cả hơn có một tuần hà. Đó, thì mọi người nghĩ đi, cái câu chuyện này nó đâu có phải là bình thường. Mà thấy rõ rành rành như vậy mà mọi người bảo im là im sao, mình cũng không hiểu luôn ấy. Nhiều lúc đó, mọi người mình thấy cái hoàn cảnh của chú Vũ nó đáng thương như vậy á, mình góp một cái tiếng nói chung để mình có thể là một phần nào đó để cho tất cả mọi người có thể hiểu được rằng là trong cái câu chuyện này nó có một cái uẩn khúc, chứ thật ra người giống như chú Vũ thì không thể nào mà làm những cái sự việc như vậy. Và điển hình như hiện tại bây giờ thì tất cả dường như nó đều đang rất là có lợi cho chú Vũ, bởi vì trong cái câu chuyện này hoàn toàn giống như là một người không biết bất cứ một cái điều gì cả mà chú lại phải nhận bừa nhận vội. Có nhiều bạn nói rằng là nếu như mà không có bất cứ một cái sự việc nào trong cái đêm hôm đó thì chú Vũ sẽ được trấn án. Thì đúng rồi, nhưng mà cái thời gian nó rất là lâu các bạn ơi, không phải đơn giản đâu. Đó, nó phải qua rất là nhiều cái tình tiết rồi người ta phải sau chuỗi lại tất cả các sự việc để người ta có thể là đưa đến một cái kết luận. Bây giờ mình biết được cái sự việc đó mà mình lại im lặng, coi như là mình đang tiếp tay cho cái ả thị màu này rồi. Mà mình cũng không hiểu sao có rất là nhiều người bên vật cái ả thị màu kia nha. Người ta nói rằng là chú Vũ, nếu mà con người tốt lành, một con người lương thiện, hiền lành, phúc hậu thế này thế kia, mà tại sao lại làm những cái câu chuyện đó với con mình. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người có hiểu được rằng là trong cái câu chuyện này dường như chú Vũ còn không biết là chú Vũ làm cái gì. Đó, chứ đừng có nói rằng là chú Vũ đã làm gì với con của chú. Chú không biết luôn á mọi người. Nên rằng là người ta mới nghi ngờ, người ta mới ngờ vật, và người ta cảm thấy là bức xúc cho chú Vũ, người ta mới lên tiếng như thế này. Chứ còn nếu thật sự mà chú Vũ là cái người mà sai khoái trong cái câu chuyện này á, là cái người mà trong đêm hôm đó đã có những cái điều mà nó không tốt đối với em Nhi á, thì tất nhiên rằng là chú cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc đó là không ai dám lên tiếng để mà bảo vệ hay là bất cứ một cái gì cả. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì chú cũng đã có những cái lỗi lầm với em Nhi, nên mình cũng đâu có dám nói bất cứ một cái điều gì. Tại vì có cơ quan pháp luật người ta đã vào cuộc và người ta đã xử lý cái vụ việc. Còn ở đây dường như bây giờ là chưa có một cái kết luận hay là chưa có bất cứ một cái điều gì đối với chú Vũ cả. Nhưng mà người ta hiểu được rằng là trong này nó có một cái sự uẩn khúc. Nên tất cả mọi người đang cố gắng hết sức người ta lên tiếng nói chung để người ta có thể là giúp cho chú Vũ. Chứ còn nếu thật sự chú Vũ là một người yêu rau xanh thì biết bao nhiêu người trời ơi người ta lên án người ta thế này thế kia, chứ đâu có phải đơn thuần rằng là người ta lên người ta bảo vệ giống như chú Vũ vậy đâu mọi người. Nên rằng là trong cái câu chuyện nào cũng vậy, mình nghe từ một phía rồi mình nghe thêm bên phía kia nữa, rồi mình hiểu, mình sâu chuỗi, rồi mình đúc kết hết tất cả mọi cái câu chuyện. Chứ mọi người nghĩ đi, từ trước tới giờ thị màu có cái gì tốt mà, chả có cái gì tốt cả. Đến cả
người thân trong gia đình của chú Vũ đấy, mà ả cũng đã lên tiếng để ả nói những cái lời lẽ nó không hay về gia đình của chú Vũ. À, một những cái người lớn tuổi giống như là bà Mười hay là hả bà ngoại Tám gì đi chăng nữa thì hả, ả cũng lên tiếng ả để ả nói những cái điều mà nó không hay. Kể cả anh em ruột rà trong gia đình của chú Vũ thì ả cũng đã va chạm thế này thế kia cả rồi, chứ đâu phải đơn thuần rằng là ả là một con người hiền lành. Nếu như là một người hiền lành đó mọi người, cho dù mà mình có nói sai khoái hay là bất cứ một cái điều gì cho ả đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ mà nói được. Nhưng ở đây dường như đây là những cái sự thật, và tất cả mọi người đang thấy rất là rõ ràng rằng là cái ả thì màu này là một con người không hề đơn giản, nên là người ta mới lên tiếng, người ta bảo vệ cho chú Vũ đó mọi người, chứ không đơn giản là nói mà khơi khơi mà nói chơi chơi mà làm y như là mình hiểu được cái câu chuyện trong gia đình của người ta. Nhưng mà mình phải sâu chuỗi, mình đúc kết hết tất cả một cái câu chuyện thì mình mới hiểu được chứ. Nên rằng là mong mọi người hãy hiểu cho những anh em YouTuber, người ta cũng đã rất là nỗ lực, người ta cũng đã rất là cố gắng, người ta mang lại cái tiếng nói chung cho chú Vũ và những cái điều gì đó tốt cho chú Vũ. Chứ còn thật ra nếu mà để nói mà chú Vũ là yêu rau xanh thì không có đúng đâu nha mọi người. Tại vì bây giờ mình chưa có bất cứ một kết luận nào, chưa có bất cứ một cái điều gì cả. Nhiều bạn cứ vào khủng minh nói rằng là tại sao chú Vũ là con người hả tệ bạc như vậy hả, mà cứ lên tiếng bảo vệ, bảo vệ là bảo vệ cái gì đó, mọi người cứ hỏi mình hoài vậy đó. Nhưng mà mọi người ơi, trong cái sự việc này chưa có một kết luận nào về chú Vũ cả, người ta vẫn đang điều tra. Tại vì cái sự việc này nó quá là rối rém, nó quá là lùm xùm luôn, nên người ta phải chờ có một cái khoảng thời gian dài nên người ta tạm giữ chú Vũ lại, chứ không phải là chú Vũ đã bị kết tội hay là bất cứ một cái điều gì cả. Mong mọi người hãy hiểu cho chú Vũ ở cái điểm này, cũng giống như là gia đình của chú nha. Nếu như trong thời gian vừa qua mà chúng ta đều im lặng hết, không nói bất cứ một cái điều gì hết, thì đảm bảo với mọi người là cái phần thắng sẽ thuộc về cái ả thì màu kia thôi. Bây giờ ha, không có ai lên tiếng, không có ai phản ứng, không có ai nói bất cứ một cái điều gì cả, mà trong khi đó chú Vũ lại nhận tội nữa, thì mọi người nghĩ đi, thuận theo chiều gió thôi đó. Dù có tình tiết nào gì đi chăng nữa, hay là có bất cứ một cái điều gì uẩn khúc đi chăng nữa, nhưng mà chú Vũ chú nhận tội thì coi như là cái câu chuyện này nó kết thúc. Nhưng mà ở đây á, mình hiểu rõ rằng là hả, trong cái câu chuyện này chú Vũ chú nhận tội bừa như vậy á, là một phần do chú suy nghĩ. Chú không biết được rằng là trong cái câu chuyện này mình đã làm cái điều gì sai khoái mà mình phải chịu cái trách nhiệm nặng nề như vậy. Chú còn không hiểu được mà mọi người, mà bây giờ mọi người bảo rằng là thôi đừng có nói nữa, đừng có nói nữa, cái chuyện của người ta đừng có nói nữa, cái chuyện của chú Vũ là cơ quan chức năng người ta vào cuộc rồi, thôi đừng có nói nữa, bây giờ không nói là làm sao. Có biết bao nhiêu cái vụ oan sai trên mạng xã hội đó mọi người thấy không? Rồi nếu như người dân chồm xóm xung quanh người ta không lên tiếng, những người thân ruột rà người ta không lên tiếng, trong khi đó người ta có thể hiểu được một phần trong cái câu chuyện này là người thân của mình bị oan sai, thì mọi người nghĩ đi, im lặng để được cái tác dụng gì? Im lặng để tiếp tay cho cái ả thì màu, để cho ả biết được rằng là trong câu chuyện này ả đã làm đúng rồi, ả đã che lấp được hết những cái con mắt của tất cả mọi người luôn rồi. Nên ả muốn làm gì đó là làm, ả dung túng cái gì đó là ả dung túng. Như vừa rồi, nếu như mà chúng ta không vào cuộc, chúng ta không quay những cái sự việc như vậy, thì đảm bảo với mọi người bây giờ mọi người đâu có còn thấy ả thì màu đang ở đó nữa. À, cao chạy xa bay rồi, à, bán đất bán đai hết luôn rồi, à, đi hết rồi. À, là các bạn á, có những cái suy nghĩ khác so với một số bạn khác. Ví dụ như các bạn nói rằng là cái câu chuyện này hả, nó đã rõ ràng quá rồi, thôi bây giờ đừng có nói nữa. Thì dạ, thì bây giờ tụi em vẫn phải nói thôi, nhưng mà nếu mà các bạn mà không muốn nghe thì cái đó là cái chuyện của các bạn thôi. Còn nếu như mà chúng ta đây, chúng ta cảm thấy chúng ta khá bức xúc, và trong cái câu chuyện này chúng ta cảm thấy rằng là nó có một cái gì đó nó oan sai, nó uẩn khúc, thì chúng ta có quyền chúng ta lên tiếng, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà bảo im hết, tất cả mọi người im phăng phắc hết, thì hóa ra rằng là cái ả thì màu kia ả vui sướng quá, ả vui nảy lửa trong lòng luôn, ả nghĩ rằng là hả, cái câu chuyện này lại dần đi đến cái kết rồi, chú Vũ sẽ đi 15-20 năm, còn ả ở nhà ả muốn làm gì đó là cái quyền của ả, còn em Nhi cũng chả bao giờ mà phải lên tiếng để mà hả đính chính sự thật. Đó, vừa rồi mọi người thấy không, nhờ có những anh em YouTuber người ta lên, người ta nói quá là nhiều luôn, thì em Nhi nó mới cảm thấy rằng là nó hối hận và nó muốn lên tiếng để nó đính chính cho bố của nó đấy. Mọi người nghĩ đi, đâu có phải đơn giản rằng là mình ngồi đây mà mình nói, mà mình nói không không như thế này đâu. Nó sẽ có một cái mục đích hết đó mọi người. Nên rằng là nhiều lúc mọi người có muốn ủng hộ cho các anh em YouTuber á, thì các bạn
ủng hộ. Còn nếu mà các bạn cảm thấy rằng là ở trong cái câu chuyện này tôi không thích, tôi không thích như thế này như thế kia, thì các bạn có thể rằng là các bạn không xem. Cái chuyện nó đơn giản thôi mọi người ơi, chứ nhiều lúc á mà mình nói như vậy, mình nói tận tâm giống như vậy á, đâu có phải làm cái một cái clip nó đơn giản đâu, đúng không mọi người? Nhưng mà có nhiều người, người ta nói nhiều cái câu mà mình cảm thấy rằng là mình mệt mỏi đến cái mức độ mà mình không tưởng tượng được. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì những cái câu chuyện đó mình cũng không quan tâm. Tại vì cái chính bây giờ là phải cố gắng hết sức để có thể là hãy giúp một phần nào đó, để cho chú Vũ có thể là quay trở về, cũng giống như là giúp cho tất cả mọi người hiểu được rằng trong cái câu chuyện này chú Vũ không phải là một cái con người tồi tệ đến cái mức độ như vậy. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.